Giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng này được lập ở trên trang thuế điện tử .gdt.gov.vn. Bây giờ mọi người chưa có thì nhìn ở trên em vào tạm cái trang của em nhé. Để em lập giấy nộp tiền cho mọi người xem cách lập giấy nộp tiền nhé. Thuế điện tử này. Chắc ở đây hai chị em chắc ai cũng được nộp rồi đúng không? Chưa à? Rồi, thế đây đây là trang thuế điện tử .gdt.gov.vn này. Vào doanh nghiệp để đăng nhập này. Vào chữ đăng nhập này. Điền mã số thuế của công ty vào và cấu trúc tên đăng nhập sẽ là mã số thuế gạch ngang QR nhé. Điền mật khẩu vào trang thuế điện tử và điền mã xác nhận. Rồi nhấn đăng nhập. Cái tiền thuế giá trị gia tăng này này là cái số tiền mà sau khi kê khai thuế, khấu trừ thuế của quý 4 năm trước thì sẽ phát sinh ra được cái số tiền thuế phải nộp. Thì sang đầu năm sau thì công ty phải nộp tiền thuế này vào ngân sách nhà nước. Và đồng thời cái số tiền thuế này nó cũng được thể hiện ở trong cái số dư có của tài khoản 33311 trên bảng cân đối tài khoản đầu kỳ. Như của Liên đã được nhập cái số dư đầu kỳ rồi ấy thì có thể vào chỗ nghiệp vụ nhập số dư ban đầu và để nhìn cho dễ sẽ thấy được cái dư có của tài khoản 33311 bằng đúng cái số tiền thuế giá trị gia tăng mà mình đang cần phải nộp. Nhìn đến tài khoản 33311, chị Kim Anh nhìn ở trên em chỉ này. Đây này, nó chính là các đầu kỳ đây này. 33311 12.345.000, nhìn thấy chưa? Rồi. Đấy. Cái này chị chưa được nhập nhưng mà chị nhìn trước nó là như thế. Đây nó sẽ có số tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra này. Và sang năm sau mình nộp cái số tiền đấy vào ngân sách nhà nước, đúng không? Và để mà lập được cái giấy nộp tiền này, mình sẽ vào chữ nộp thuế này. Chọn ngân hàng mà mình cần nộp này. Nhấn tiếp tục này. Chọn loại tiền là Việt Nam đồng và lựa chọn số tài khoản ngân hàng mà cần trích ra để nộp tiền thuế. Và phải lựa chọn ngân hàng thương mại ủy nhiệm chi của kho bạc, ngân hàng nào cũng được. Kỳ tính thuế ở đây là mình tính thuế theo quý, nộp thuế theo quý. Do đó, mình tích vào ô nộp thuế theo quý, quý 4 năm 2020 chẳng hạn. Sau đó nhấn tiếp tục. Tại sao em lại ghi là năm 20? Bởi vì là mình đang làm dữ liệu là năm 21 đúng không? Thì đương nhiên cái số dư đầu kỳ này là năm 20. Nội dung các khoản nộp phải nhấn vào dấu ba chấm. Thuế giá trị gia tăng thuộc mục 1700. Phải chọn đúng mục, khoản mục, tiểu mục. Nếu không thì là sau này bị phạt đấy. Cái thì thừa, cái thì thiếu. Lại phải làm truy soát, thư tra soát rất là mất thời gian. Đây, thuế giá trị gia tăng thuộc 1701. Chọn đúng khoản mục 1701. Ghi chú ở đây ghi là nộp tiền thuế giá trị gia tăng quý 4 năm 2020. Đấy, xong rồi điền số tiền vào đây là 12.345.000. 12.345.000 bằng đúng số tiền ở trên giấy nộp tiền này. Sau đó nhấn hoàn thành. Đây chính là cái giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hai chị em thấy không? Lập xong thì nhấn ký và nộp. Ký và nộp thì nó sẽ có cái chữ ký ở dưới này này. Là được. Đấy là cách mà mình lập giấy nộp tiền để nộp. Khi lập xong giấy nộp tiền này rồi thì mình sẽ phải hạch toán cái tiền thuế này lên phần mềm. Vào phân hệ ngân hàng. Hai chị em sẽ chỉ cần làm bắt đầu từ bước này thôi. Vào phân hệ ngân hàng này, chọn chi tiền. Đối với ngân hàng thì cái nào thu tiền thì vào thu mà chi thì vào chi. Chứ không cần phải vào nộp tiền thuế hoặc là thu tiền khách hàng đâu, được chưa? Chi từ tài khoản nào thì chọn đúng tài khoản đó. Đối tượng nhận là kho bạc nhà nước. Nếu như chưa có thì phải nhấn dấu cộng để thêm. Cứ cái gì chưa có thì nhấn dấu cộng để thêm. Mã là kho bạc nhà nước, tên là kho bạc nhà nước. Rồi nhấn cất. Lúc này hạch toán là nộp tiền thuế giá trị gia tăng quý 4 năm 2020. Và ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên giấy nộp tiền, ngày mùng 2 tháng 1. Xuống phần hạch toán, lúc này nợ trên tài khoản nào nhỉ? Chị Kim Anh Nợ tiền thuế giá trị gia tăng là tài khoản nào? nhưng chỉ không nhớ 3331 33311 và có cho 112.
Số tiền 12.345.000. Tại sao lại hạch toán là có cho 112? Mình nộp qua ngân qua ngân hàng. hàng. Đúng rồi. Xong rồi nhấn cất. Cất dữ liệu xong thì phần mềm sẽ cập nhật chứng từ mà mình vừa hạch toán. Ở trong phân hệ thu chi tiền này này, chọn số tài khoản mà cần xem này. Nhấn lấy dữ liệu này. Phần mềm sẽ hiển thị lên ngày 2 tháng 1 nộp thuế giá trị gia tăng này. Nếu mà sai thì click vào nhấn bỏ ghi và nhấn sửa, sửa thông tin đúng rồi thì lại nhấn cất. Đấy là trong trường hợp mà bị sai. Đấy là việc mà nộp thuế giá trị gia tăng. Lúc này thì thuế giá trị gia tăng có được giảm đi không, Liên? Có. Giảm đi thì nó sẽ không còn dư ở bên có nữa, đúng chưa nhỉ? Rồi bây giờ hai chị em thực hiện thao tác hạch toán lên phần mềm Misa. Đây này, chị Kim Anh này, sử dụng giáo trình thì nhấn vào chữ menu này này. Xong rồi là chọn trang này. Là nó sẽ chuyển trang chị nhé. Nè. Rồi Liên, hạch toán đi. Đúng rồi đấy. Nó bảo chọn cái đấy mặc định cho những lần sau ấy, thì Liên cứ nhấn có là được Liên ạ. Có không lại nhập cái định khoản cái thứ học lâu quá rồi giờ nó quên hết mất tiêu rồi À, tí em gửi cho chị cái lại cái khóa nguyên lý nhá, để chị đọc lại à. nhá. Đối tượng này là Quang Đại đấy à không phải à, đúng Riêng tiền thuế là nộp vào kho bạc nhà nước. Đây này, Liên đang hạch toán đây này chị này. Chị nhìn thấy ừ. chưa? Rồi Kho bạc nhà nước à, Liên ạ. Liên Liên đánh sai nhỉ? Lý do chi mình nên ghi rõ để sau này mình theo dõi đối chiếu cho nó dễ. nội dung chi này đúng không? À, nội dung chi bên kia, cái đấy cứ để chi khác. Đây rồi, đây á, Đúng rồi, đúng rồi. Cái đấy ghi là nộp tiền thuế. cái nhân viên này là ý là bình thường là mình có ghi không? Nếu như Không, không mà cần. Nhớ thế phải là chọn đúng ngày hạch không? Đầu toán tiên nha. là Nhớ phải chọn ngày hạch toán đấy. Nợ có định khoản đầy đủ. Chị em Kim Anh. thôi để chị vào. Chị vào ngân hàng. Chọn chi tiền. Rồi. Chọn tài khoản chi. Rồi. Yes đi. Chọn đối tượng là kho bạc nhà nước. Chưa có đâu. Liên làm đúng rồi. Tên là Vũ Quang Đại luôn hả em? Không. Tên là kho bạc nhà nước chứ chị. Mã số thuế Mã này chị để cho em là kho bạc nhà nước. Mã số thuế bỏ qua đi. Nhấn cất. em. Không phải diễn giải à? Diễn giải là chị chỉ ghi diễn giải ở ngoài này. Ngày hạch toán này mình có phải chọn lại. Có chứ. Ngày trên chứng từ. Liên xong rồi đúng không? Liên làm xong rồi nhấn cất đi. Chị Kim Anh. Cái nội dung đấy chị cứ để nó, kệ nó, chị chỉ chủ yếu ghi ở bên này thôi. Liên làm xong rồi có thể sang phần chia sẻ để nhìn chị Kim Anh nhật. Rồi tiếp tục nè. Rồi xuống phần hạch toán, chị hạch toán cho em nợ cho tài khoản nào. Rồi, số tiền 12.345.000. Ok, cất. À, của chị nó báo như thế này, chị nhấn yes cho em. Bởi vì chị chưa nhập số dư của tài khoản 112 đầu kỳ đâu. Chị cứ nhấn yes. Rồi, đóng lại. Chứng từ mà sau khi hạch toán xong thì nó sẽ nằm ở trong phần thu chi tiền này. Chọn kỳ mình cần xem, chọn số tài khoản ngân hàng cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ hiển thị lên. Liên nhìn được đúng không? Bây giờ là chị Kim Anh nhìn sang cái màn hình chia sẻ này. Sau khi mà mình hạch toán nộp tiền thuế đấy rồi, để biết được cái tiền thuế đấy nó hết hay không ấy, thì vào phần báo cáo tài chính này, bảng cân đối tài khoản này, chọn kỳ mình cần xem dữ liệu này. Chọn bậc tài khoản bậc 3 hiển thị số dư hai bên. Nhìn đến tài khoản 33311 này. Chị thấy hết chưa? Hai chị em thấy hết chưa? Cuối kỳ không còn số dư nữa, đúng không? Đây là dư có này. Còn đây là phát sinh nợ này. Dư có đầu kỳ, phát sinh nợ trong kỳ, cuối kỳ không còn số dư. Đấy, như vậy là 3331 nó hết, không còn số dư nữa nhá. Tiếp theo này. Hai chị em nhìn màn hình chia sẻ, nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng tương tự như nộp thuế giá trị gia tăng thôi. Nhưng mà thuế thu nhập doanh nghiệp này là cuối năm 2020. Sau khi xác định lãi lỗ thì tính ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 2 triệu 450 nghìn. Và nó được thể hiện ở trên dư có của tài khoản 3334. Đầu kỳ 2 triệu 450 nghìn. Hai chị em nhìn thấy chưa?
và trong kỳ ngày mùng 2 tháng 1 được nộp cái số tiền này vào kho bạc nhà nước, làm giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời làm giảm tiền gửi ngân hàng. Tại sao lại là giảm? Bởi vì sao? Tài khoản đầu 3 tăng ghi có, giảm ghi nợ. Tài khoản đầu 1 thì tăng ghi nợ, giảm ghi có, đúng không? Bây giờ 112 nó là thuộc đầu 1, nó giảm đi thì nó phải ghi bên có. Còn tài khoản 3334 thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đầu 3, nó giảm đi thì phải ghi bên nợ. Do đó nghiệp vụ hạch toán của nó sẽ là nợ cho tài khoản 3334 và có cho tài khoản 112. Đấy là đối với cái nghiệp vụ nguyên lý kế toán là như thế. Thì đối với thuế này thì mình cũng vào ngân hàng chọn chi tiền thôi. Hai chị em thao tác đi. Và ngân hàng chọn chi tiền cũng là tài khoản chi đấy. Và đối tượng vẫn là kho bạc nhà nước nhá. Đánh chữ kho vào đấy là nó cũng ra. Diễn giải ghi là nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái diễn giải này ghi càng cụ thể thì sau này đối chiếu càng dễ. Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 2 tháng 1. Liên cũng chọn ngày 2 tháng 1 đi. 0201 2021. Chọn ngày tháng xong bắt đầu với xuống phần hạch toán để tránh trường hợp bị quên không điền lại ngày hạch toán nhá. Nợ tài khoản Ba 3334 2450 đúng rồi, Liên làm đúng rồi. 3334 chị ạ. Rồi, ok. 2450. Đối với ngân hàng thì chỉ cần hạch toán đến cột số tiền là được. Của chị cứ nhấn yết đi. Đối với ngân hàng chỉ cần hạch toán đến cột số tiền thôi nhá. Khi hạch toán xong thì phần mềm cập nhật vào đâu? thôi chị. Ừ. Chọn kỳ cần xem đi. Rồi chị Kim Anh ok rồi. Nếu sai thì làm sao Sai nhỉ? thì click thôi sửa lại. Rồi ok. Mà sửa để mà sửa được thì phải nhấn bỏ ghi nhá. Cảm ơn cô giáo nhiều nhé. Dạ vâng rồi, hai chị em nghỉ nhá. Em chào Chúc chị, chào ngủ Liên ngon. nha.